Ngày hôm nay, nhà vườn em Thảo xin chia sẻ đến cả nhà những chậu cây hàng ươm ki của cây phi điệp năm cánh trắng Đài Loan. Thì về cô chú chị, nếu mà sổ ra những cái mặt hoa nào thì chúng ta có thể đặt tên theo ý thích của mình nhé. Đó, thì ki này thì em Thảo cũng bán từ trước Tết rồi đúng không ạ? Bán giá chia sẻ cho các bác là 300 nghìn một ki đó. Đó, thì bình thường những cái ki như là ki ám này, đây này, các bác nhìn này, những cái ki ám Hòa Bình hay là ám Thái Bình hoặc là ám Thanh Hóa thì em Thảo cũng bán giá chia sẻ cho cả nhà những cái ki như này cũng là 300 nghìn một ki rồi. Đó. Thế là những ki này em Thảo bán giá hết sức giá mềm luôn đấy ạ. Để về chúng ta săn năm cánh trắng. Thì đây là mặt hoa trong lô nhà vườn người ta cung cấp cho em đấy ạ. Đây này. Đó, rất là nhiều năm cánh trắng, chủ yếu là năm cánh trắng cũng có ám nhưng mà rất là ít, tỷ lệ ám ít hơn. Đó, và mũi chủ yếu là mũi trắng và mũi hồng, mũi phất hồng đấy ạ. Đây. Mặt hoa của nó đây cả nhà nhìn này. Đó, em sẽ cho các bác xem lại một lần nữa về mặt hoa nhé. Đây. Đây ạ. Đây là mặt hoa của cây năm cánh trắng Đài Loan các bác nhé. Nhiều lắm, nhiều mặt hoa đẹp lắm. Đó, bên kia thì họ không có sốt mũi trắng với lại cánh trắng như mình nên là bên họ có băm ra làm ki hết. Thì trong con lô này thì em Thảo có đây, cây này, cái ám xanh này, ám xanh bây giờ cũng có giá trị lắm. Đó. Này, mặt hoa của nó đây đẹp chưa? Xong em sẽ quay những cái cây mà em Thảo đã bắt tại vườn nhá các bác nhá. Đó, thì cái đợt vừa rồi đấy em Thảo cũng có mặt hoa của nó đây đẹp chưa? Nhiều lắm. Đó hết rồi. Đó. Thì ki thực tế của nhà em Thảo này, những ki đang bật mầm gốc này các bác nhìn này. Đó, tất cả các ki đều đang bật mầm gốc, những cái bật mầm gốc nó to ấy là nó bắt buộc nó phải rụng lá để nuôi dưỡng mầm mà đây. Mầm của nó bắt đầu chuẩn bị mọc rễ rồi đó các bác. Đó, đã mọc rễ rồi không phải chuẩn bị nữa rồi. Và đây là một số cây em Thảo có để săn. Đó, đợt vừa rồi thì em bán chia sẻ cho cả nhà đấy, em bán đi ba mươi mấy chậu đó. Được nhiều anh chị em yêu mến lắm. Xong rồi có một số anh chị cứ nói rằng là bán hàng Đài Loan này nọ. Nhưng mà các bác nhìn thấy ạ, mặt hoa rất là xuất sắc. Đó, thì bên kia họ cũng giống như mình thôi. Đó, cũng có những cái cô chú anh chị chơi lan và làm nhà vườn đúng không ạ? Đấy, đây này, cây này thì sổ ra là mũi hồng hồng, phớt hồng này. Nhưng mà em bắt được mấy cây đều là năm cánh trắng hết đó các bác. Đây, mấy cây này bắt đầu đang chuẩn bị nở. Đó, mấy cây này em có nhà, có các bạn là có các anh chị đặt rồi đây này. Đó, đây này, cây này cũng là mũi trắng nhưng mà trên cưa của nó còn hơi hồng chút xíu như một cô gái là đánh phấn thôi chứ không có vấn đề gì. Nó vẫn là xuất sắc bởi vì các bác để ý là có rất là nhiều mặt hoa va đẹp, mặt hoa gọi là cũng có giá trị nhưng mà họ vẫn là mũi mũi hồng đúng không ạ? Mũi hồng luôn. Này là cây của em là mũi gọi toàn có cây mũi phớt hồng với lại mũi mũi trắng có một ít hồng ở trên này này. Đấy, xinh chưa? Nói chung là mấy cây của em bắt thì là nó đều là ra năm cánh trắng hết rồi. Đó thì cái ki em Thảo bán giá chia sẻ cho các bác là 300.000 một ki. Đó thì bác nào mà yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm cái dòng này. Đó còn bác nào mà muốn săn hoa đẹp. Đây những cái chậu này em Thảo lấy từ chậu cây phi điệp châu Như về để trồng vào chứ không phải là cây châu Như đâu nhé cả nhà nhé. Đây xem cây này nở nó sẽ là cây gì nào. Nó chưa kịp nở hết luôn. Đó đây này. Cũng là mũi trắng tinh là có một ít hồng ở trên. Đấy, nói chung là mấy cây này em bắt đều là năm cánh trắng hết và trong lô thì nó cũng có ám nhưng mà tỷ lệ rất là ít. Đó thì mấy cây em Thảo bán cho các bác thì cũng là ra năm cánh trắng đấy. Đẹp, đẹp chưa, lô này xinh lắm. Vì nó là nhiều hoa cả nhà ơi, vì nó là nhiều hoa quá nên là hoa của nó chưa được to lắm. Thì năm sau mà chúng ta nở hoa, chúng ta để khoảng tầm 3 bông thôi thì nó sẽ rất là bay, nó sẽ rất là đẹp luôn đó. Đấy là cái cây thực tế tại vườn của nhà em đó. Ở bên này em vẫn còn. Thì đợt trước em bán chia sẻ cho các bác một chậu như này là 1,5 triệu. Thế nhưng mà nhiều bác cứ comment vào là nói là em bán hàng này hàng kia nên là em không để nữa, em không bán nữa mà em để bắt luôn nha các bác nhá. Em để bắt luôn này. Nè, toàn cây mũi trắng ít hồng này. Em có bắt được một cây mũi trắng ở bên đấy đó. Đó, đây. Còn có chậu này cũng đang nở cũng là năm cánh trắng luôn này cả nhà. Đó, đây. Lô này chủ yếu là mũi phớt hồng với là mũi trắng. Nói chung là bây giờ được được năm cánh trắng là vip rồi mà với 300.000 một ki thôi.